Trong thời gian 5 phút, hai con sẽ vẽ và tô màu 5 loại rau củ do chương trình cung cấp. Sau đó mẹ sẽ đi tìm 5 loại rau củ dựa vào những bức tranh do con mình vẽ. Cái khả năng vẽ của Cherry thì sẽ dừng lại một số những cái hình ảnh thôi, chứ không hẳn là được nhiều hình ảnh. Bọn chị thích đam mê và chị thích vẽ ô tô. Đầu tiên là củ cà rốt. Con bé không biết được vẽ ở ngoài màu đen trước ạ. Giống củ cải trắng quá. Em có màu cam. Con không biết vẽ. Anh Paul vẽ chiều mẹ. Vậy. Nhanh lên anh Paul, có xong rồi. Con vẽ tiếp món thứ hai. Táo. Ớt. Anh Paul tô đậm lên. Anh tô đậm quá trời nè. Dễ ẹ. Con không biết vẽ. Anh vẽ cho em đi. Anh không biết.